Hello các bạn, ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức tải về phần mềm VMware Workstation Player đấy, để chúng ta có thể cài đặt hệ điều hành Linux lên cái phần mềm ảo hóa này đấy, để từ đó chúng ta có thể sử dụng song song đấy. Bạn có máy tính để chạy hệ điều hành Windows này, nhưng bạn có thể sử dụng phần mềm này để cài đặt lên đó đấy, Linux. Bây giờ bạn vào, bạn gõ VMware. Hello các bạn học viên, trong phần này mình sẽ hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm ảo hóa VMware Workstation Player để tạo máy ảo Linux. Tức là bạn sẽ tải cái phần mềm này về này, sau đó bạn cài đặt Linux lên cái phần mềm này. Đấy. Như vậy bạn sẽ có một cái máy ảo chạy song song với máy thật. Đấy. Máy thật của bạn có thể là chạy Windows hoặc là Mac OS, nhưng mà bạn khi chúng ta sử dụng phần mềm VMware này Hello các bạn học viên, ở trong phần này mình sẽ hướng dẫn cách thức tạo một cái máy ảo hoặc sử dụng phần mềm VMware Workstation Player. Thì bạn vào Google gõ VMware, sau đó chúng ta click vào trang chủ. Đấy. Tiếp đó bạn sẽ tìm tới phần đây. Workstation Pro này. For Windows đây, Workstation 17 Pro for Windows. Download now. Sau khi mà bạn đã tải về, bạn cài đặt ra và sử dụng với cái tính năng đó là non commercial use only. Đấy. Tức là chúng ta sử dụng và mang tính cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Đấy, để test thử các cái hệ điều hành như Linux chẳng hạn. Đấy. Thì đây chính là giao diện sau khi chúng ta đã cài đặt xong. Đấy. Sau đó bạn muốn tạo một máy ảo Linux mới, bạn sẽ bấm Create New Virtual Tiếp đó bạn chọn tới mục là File ISO để chúng ta cài đặt hệ điều hành Linux. Thì File ISO này lấy ở đâu? Thì bạn lại lên Google gõ Ubuntu Desktop. Sau đó bạn click chọn là Ubuntu. Download Ubuntu Desktop ở đây. Đấy, đường link đầu tiên. Đó. Thì đây là trang chủ của hãng Canonical, mà hãng đã phát triển hệ điều hành Linux Ubuntu. Ở đây bạn có thể download cái ảnh của hệ điều hành cho máy để bàn hoặc máy laptop dành cho cá nhân, thì người ta gọi chung là desktop. Ngoài ra nếu như bạn có một máy chủ và muốn triển khai các ứng dụng trên máy chủ để cho phép người dùng có thể sử dụng chung cái ứng dụng đó. Đấy, trên máy chủ thì bạn sẽ tải về bản Ubuntu Server. Đấy. Ngoài ra, nếu như bạn là người lập trình về các thiết bị IoT thì chúng ta sẽ tải về là Ubuntu for Raspberry Pi ở đây. Đấy. Và một hệ điều hành nữa sử dụng cho Cloud. Đấy. Thì ở trong phần này chúng ta sẽ download Ubuntu Desktop. Đấy, bạn click, đấy, chọn vào đây. Hoặc là chúng ta nhìn thấy ngay phía dưới này luôn là Ubuntu phiên bản 22.04.2 LTS. Đây là bản chạy ổn định và đã được phát triển được vài năm nay rồi. Đấy. Thế còn bản mới nhất là 23.04. Đấy. Thì với bản 23.04 đã có cập nhật thêm các tính năng về an ninh và một số cải tiến về hiệu năng. Thì bạn có thể download bản 23.04 này về dưới dạng file ISO. Đấy. Và bạn sẽ quan sát ở đây là hai bản này đều có thể cài đặt được hệ điều hành Linux. Thì cái máy ảo của bạn ấy chỉ cần 2 GHz, bộ vi xử lý 4 GB RAM, 25 GB ổ đĩa cứng còn trống, có đường internet và DVD hoặc là USB. Đấy, và bạn bấm đây để download ở đây để tải về cái file ISO về.
Thì các bạn lưu ý là khi chúng ta tải về thì bộ cài đặt hay là cái đĩa cài là cái file ISO đấy có dung lượng rơi vào khoảng gần 4,6 GB. Đấy, cho nên là bạn hãy chọn cái thời điểm tải về là thời điểm mà đường internet nhà bạn hoạt động ổn định. Ví dụ như là vào tối muộn hoặc là vào sáng sớm. Bởi vì nếu như bạn tải về vào những lúc mà đường internet nó chập chờn ấy thì rất có thể là cái file ISO đấy nó bị lỗi và đến khi các bạn cài đặt ra thì sẽ không hoạt động được. Đấy, hoặc ngay trong quá trình cài đặt đã bị lỗi rồi. Đấy, đó là cái lưu ý khi mà bạn cài đặt tải về cái phiên bản Ubuntu 23.04 này.